Xin chào các bạn. Hôm nay Khang sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy chấm công Ronozack F18. Model F18 là một máy chấm công tích hợp vân tay, thẻ từ và mật khẩu, kèm theo đó là tích hợp thêm một bộ access control là kiểm soát cửa. Thì các bạn cùng với Khang khui hộp về con máy chấm công F18. Trước tiên thì F18 mình sẽ có thêm bộ nguồn là 12V. Ở đây F18 mình sẽ có một là sắt hướng dẫn, hai đĩa phần mềm Ronozack quản lý nhân sự. Tiếp theo là máy chấm công Ronozack F18. Ngoài đó là gồm phụ kiện gồm dây để tích hợp access control, dây cáp mạng.